Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến với màn hát múa Rạng Rỡ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Quang Vinh, do tập thể các nghệ sĩ nhiều thế hệ biểu diễn, cũng như một món quà để dành tặng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Tiến Đình, nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh và tất cả các nghệ sĩ nhiều thế Việt Nam. Mời quý vị chúng ta cùng khai tiệc trên chiếc bánh sinh nhật 70 năm thành lập Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Trân trọng kính mời Thứ trưởng Đặng Quang Đông và các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng lên sân khấu để chụp những tấm hình lưu niệm cùng các thế hệ nghệ sĩ, các thế hệ lãnh đạo của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Những giây phút đầy tự hào về hành trình 70 năm dựng xây và phát triển của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.
xin chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chúc nhà hát sẽ luôn phát triển vững mạnh. Chúc các nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục nêu cao tinh thần của Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam, tiếp nối truyền thống và hành trình 70 năm anh hùng và đầy tự hào. Chúc Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam luôn xứng đáng là anh cả đỏ, cánh chim đầu đàn của nền nghệ thuật nước nhà. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý và rất nhiều các thế hệ các nghệ sĩ của nhà hát qua nhiều thời kỳ đã tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.